là vì em đã hết thương tôi rồi, giờ em đã có ai bên đời, tôi đợi chỉ một người không thương, tôi chờ chi người làm tôi đau. Giờ đây nếu con quay trở về thì con tiếng đã thôi mong chờ em về đi, mong chờ chi. Hãy subscribe.